Ngày hôm nay thì đứng đơn giản là hai chân đều tiến, chân phải và chân trái đều tiến, bởi vì mình đi cái này để phục vụ cho bước mở tiến, mở tiến. Nhưng vì khi sang lật sang mình quên mất không kiểm tra người, trơ nhất không để kiểm soát cơ thể thì mình sẽ làm như sau này. Đầu tiên đứng ở trên chân phải, nhấc cái tay lên, tay vuông góc, bước chân trái lên, 2 and 3 4 1 có xoay không? 2 and 3 4 1 xoay không? Đây là nhìn ngang. À, đây nha, em đứng lui ra đây. Em chào chị. Dạ vâng, lên. 2 and 3 4 xoay không? 2 and 3 4 xoay không? Vậy là sẽ có là 2 đi lên, chạm đầu gối vào khueo chân là and, 3 là giật về, 4 là sang ngang, nhưng 1 phải xoay hông hết ở đằng trước, sau đấy mới lên. 2 lên, and thu chân, 3 về, 4 sang ngang, 1 xoay hông. Nhìn từ đằng sau, trên chân mình sẽ đi chân trái trước. 2 and 3 4 1 lên. 2 and 3 4 1 2 and 3 4 1 2 and 3 4 1 Lần nữa nhìn từ hướng này, chân trái lên trước. 2 and 3 4 xoay hông. 2 and 3 4 xoay hông. 2 and 3 4 1 2 and 3 4 1 Liên tục như thế để mình tập cái and 3 xoay hông, and 3 7 xoay hông đi. Hai and 3 4 1 2 and 3 2 and 3 2 and 3 2 and 3